Anh Minh thấy mạch chưa? Rồi ok thấy nha. Đã, đây là mạch thảm ngược sử dụng đạo điện áp ạ. Thì gồm có một cái CCB, cái một MCB với CB, hai cái contactor, một cái relay nhiệt, một cái nút emergency stop, nút nhấn kép, nút nhấn on để em chạy. Ban đầu thì lúc đầu ta nhấn on thì động cơ sẽ đi tự theo chiều kim đồng hồ. Khi ta ấn off thì trong khoảng 3 giây thì nó sẽ đảo chiều ngược lại, và đến trong 3 giây nó sẽ tắt. Làm lại từ đầu. Em mở MCB với CB lên. Khi mà ban đầu chúng ta bật on thì động cơ sẽ đi theo chiều kim đồng hồ. Thì lúc mà khi tắt nó, bật đến nhấn nút kép off thì thế sẽ đảo chiều trong khoảng 3 giây và dừng lại. Ok. Dạ vâng, trình bày đến em đến đây là hết. Chưa mà, làm gì dạ? Chưa hỏi gì hết trơn mà. Dạ. Dạ mặt đây là... Để em áp dụng cái nguyên lý hãm nó ở chỗ nào? Dạ đây anh, là khi bật off thì lúc này là cái động cơ đang xoay cùng chiều cái đồng hồ nè. Khi mà ta tắt nó thì hãm ngược sẽ sinh ra đảo chiều lại, trong vòng 3 giây nó sẽ tự tắt rồi. Này là đảo ngược theo đảo điện áp. Dạ, khi bật off là cùng động cơ xoay theo cùng chiều kim đồng hồ. Khi mà ta tắt là nhấn nút off này hả? Ừ. Thì động cơ nó sẽ quay ngược lại chiều kim đồng hồ, trong khoảng 3 giây nó sẽ dừng. Để em chỉnh lên 5 giây. Đây là cùng chiều kim đồng hồ nè. Khi mà ta tắt, bấm nút kép là tắt, thì nó sẽ đảo ngược lại kim đồng hồ trong khoảng 3 giây, 5 giây sẽ dừng lại. Hãm ngược. Ok, đây là nguyên lý đảo chiều điện áp. Dạ. Hãm ngược. À. Còn một cái đảo ngược theo điện trở phụ thì em chưa làm. Rồi, có ai có cái mặt, cái cách khác về hãm ngược này không? Có thể trình bày. Bình em dần chia sẻ nha anh Minh. Ừ. Dạ, em làm khác bằng Tú là em đảo chiều theo phương pháp thêm điện trở phụ. Đây là cái mạch đảo chiều theo phương pháp thêm điện trở phụ vào rotor. Thì cũng tương tự như bạn Tú thì mạch em dễ mô phỏng luôn. Khi mà mình đóng điện vào thì trước hết là mình bật cho động cơ nó chạy, thì nút on này. Đó, thì động cơ nó chạy. Rồi khi mà mình muốn hãm động cơ để nó dừng lại thì mình bấm nút hãm này á, thì cái tiếp điểm này nó đóng lại, đợi nó duy trì điện xuống vào bên này, và cái tiếp điểm này nó sẽ hở ra để cái cuộn cater này nó mất điện, thì động cơ bị ngắt điện. Nhưng mà khi mà động cơ chạy với tốc độ cao thì nó vẫn còn chạy. Thì khi mà mình đóng thì bên này có điện thì cái cuộn hãm này nó, cuộn hút này nó sẽ có điện,
Vậy nó làm cho hai cái tiếp điểm bên bên này nó sẽ mở ra, đỡ cho động cơ nó lói thêm, là sử dụng thêm ba cái điện trở hãm này, đỡ cho là mục đích là mình sử dụng phương pháp này là mình gắn thêm điện trở. Rồi thì em mô phỏng là khi mà bấm hãm đó, thì đó. Khi bấm hãm thì bên này nó có điện và mình đặt ở đó là cái thời gian bao nhiêu giây đó, rồi là cái cuộn hút này nó mất điện, rồi là động cơ nó sẽ được dừng lại. Đây là cái cách hãm gì? Dạ, đây là cái cách hãm ngược theo phương pháp thêm điện trở vào mạch rotor phản ứng anh. Có hỏi gì không? Cái này là mình sử dụng cho tải gì ở Hoài? Thì cái này thì nguyên lý của cái hãm này thêm điện trở, thì mình khi mà mình thêm cái điện trở thì cái moment của động cơ nó chỉ giảm. Lúc này thì thêm vào điện trở thì moment động cơ chỉ giảm, thì cái động cơ nó chỉ, vì vậy thì động cơ nó sẽ giảm tốc độ, do là cái moment lúc này nó nhỏ hơn cái moment cản của tải á. Thì mình có đây, mình theo như cái để mình lấy lý thuyết mình nói luôn này. Đây. Đó, khi mà động cơ nó làm việc ở cái điểm E này này, là khi mà mình đóng cái điện trở, mình thêm điện trở hãm á, khi mà mình thực hiện hãm á thì nó chỉ lúc này moment nó giảm thì cái nó sẽ chuyển sang điểm B, rồi tiếp tục là nó chuyển xuống điểm C, vậy nó chuyển xuống điểm D. Là tại cái điểm D này nè, người ta nói á, nếu như mà động cơ là cái tải mà nếu như là tải thơ năng á, thì nó hoạt động ổn định ở điểm D, và cái đoạn là CD là cái đoạn tự này, người ta nói này là cái đoạn shader là cái đoạn hãm ngược của mình đó. Được được chưa Phúc? Không, ý mình là hỏi cái mạch ở trong cái mạch của bạn vẽ là đó là hãm của cái tải gì ạ? Tải thế năng hay là tải phản kháng? Ý Phúc là hỏi là cái mạch này là vị cho tải gì hả? Đúng rồi. Ok, để mình coi thử. Thì vì trước khi mình vẽ thì mình biết nguyên lý của nó là thì mình dựa vào nguyên lý mà mình nghĩ là cái mạch này mình vẽ là đỡ cho cái tải là thơ năng có. Em mình cái này là tải phản kháng. Mình nghĩ vậy. Còn thế năng á thì ở trên này nè, thì mình nghĩ nếu mà là tải thế năng á thì không cần đảo chiều điện áp đặt vào đâu. Cái này thì mình chỗ này thì mình cũng chưa có rõ là cũng như là mình vĩ theo cái nguyên lý của trong sách nói là hãm theo thêm điện trở, chứ còn mình chưa có cái suy nghĩ là nó dùng cho cái tải gì. Mình nghĩ là vậy này, tải thế năng á là nó sẽ quay lúc mà hãm á, là nó giống như nó di chuyển xuống là nó ngược chiều ban đầu đi, thì là lúc này mình thêm điện trở cho thôi, chứ mình không cần đảo chiều. Nếu mà đảo chiều thì thành ra là nó thành động cơ rồi, theo mình nghĩ vậy. Ok, cảm ơn. Thì nó vẫn là động cơ mà. Vẫn là động cơ mà Phúc.
Là sao chứ? Ý là thì mình đảo chiều thì nguyên lý của nó thì mình dùng cái tải, cái này là mình đâu có đâu phụ thuộc vào tải đó, mình chỉ cần đạt yêu cầu của mình là nó sẽ hãm nhanh hơn cái việc mà mình không cho nó tự tự hãm á, đâu có, mình nghĩ là không có liên quan tới cái đoạn mà tải gì á. À thì đó là mình nghĩ vậy thôi. Nếu mà cái Đúng này rồi. á, nếu mà đảo chiều điện áp á, thì cái này là tải phản kháng thì mình nghĩ vậy, còn tải thế năng nó thì không cần đảo chiều. Rồi, ok. Thì cái này thì mình có thể tìm hiểu thêm rồi có gì trao đổi lại. Chỗ này mình cũng chưa nghĩ rồi. Ok rồi anh, em tắt trình chiếu rồi. Hay là chỗ này có bạn nào có cái thắc mắc gì thêm muốn hỏi không? Rồi cái mạch tiếp theo hạt nó tái sinh chưa có đưa hạt tái sinh có ai trình bày không? Để em trình bày cho anh. Ok, Hoàng Huy trình bày đi. Rồi, hãm tay sinh. Thì hãm tay sinh động cơ không đồng hồ pha thì chúng ta sẽ có 3 cách ha. Cách đầu tiên thì chúng ta sẽ hãm tay sinh khi mà cái máy sản xuất của mình nó trở thành một cái nguồn động lực. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái tải của mình nó sẽ kéo cho cái động cơ nó quay đến mức mà cái tốc độ của nó lớn hơn tốc độ từ đường quay. Thì lúc đó thì cái động cơ của mình nó sẽ trở thành một cái máy phát điện và trả điện trả ngược điện về lưới, thì sẽ gọi là hãm tái sinh. Thứ hai thì nó sẽ có một cái cách hãm tái sinh khác. Thứ hai là nó sẽ hãm tái sinh khi mà nó giảm tốc độ bằng cách tăng số đôi cực. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà chúng ta cho động cơ chạy cấp tốc độ thứ nhất á, thì động cơ hoạt động bình thường ở chế độ động cơ đúng không? Khi mà chúng ta chuyển lên cấp tốc độ thứ hai á, thì tốc độ lúc này nó sẽ lớn hơn, nó lớn hơn cái tốc độ của từ trường quay, nên thành ra là nó trở thành chế độ máy phát. Đó là hãm tái sinh bằng cách thay đổi số kẹp cực. Rồi, thứ ba là nó còn có một cách hãm tái sinh khác là nó đảo chiều từ trường stator của động cơ. Đấy. Là mình nghĩ là mình đảo chiều đảo 2/3 pha ấy. Rồi. Thì ở đây thì mình có một cái mạch mô phỏng mạch là thay đổi số kẹp cực. Là cụ thể là hai cấp tốc độ mạch động cơ hai cấp tốc độ. Ok, bây giờ mình sẽ mô phỏng à. Rồi, ban đầu mình sẽ cấp điện. Thì mạch này mình thiết kế là bảo vệ bằng IOCR. Rồi, thì cấp điện vào. Đây là cho manual, thì khi chúng ta ấn on 1 thì động cơ sẽ quay ở cấp độ thứ nhất. Chúng ta có thể quan sát ở cái hình động cơ đây. Nó số 1 này là cấp tốc độ thứ nhất. Khi chúng ta tiến hành hãm tái sinh, chúng ta sẽ đấy, đây mình ghi đây ôn ngược chạy từ cấp 2 đây, thì chúng ta sẽ chuyển sang cấp tốc độ thứ hai đó. Thì lúc này động cơ sẽ chuyển sang cấp độ thứ hai thì động cơ sẽ trở thành máy phát đó. Xong cái phần hãm
tái sinh bằng cách thay đổi số kẹp cực, chỉ có như vậy thôi. Mọi người có thắc mắc gì không ạ? Em trả lại lần nữa. Dạ. Bài ban đầu em sẽ sử dụng mạch này, em sẽ sử dụng là IACR để bảo vệ. Rồi bây giờ chế độ manual thì em sẽ ấn on 1 thì sẽ cấp điện qua computer K1 xuống động cơ. Động cơ hai cấp tốc độ này chúng ta sẽ sử dụng là theo chuyển từ tam giác sang sao kép. Thì các bạn có thể về đẹp giáp trình để hiểu hơn ha. Đó, thì ban đầu sẽ động cơ này sẽ chạy ở chế độ tam giác. Đó, thì nó chỉ chạy cấp tốc độ thứ nhất này. Rồi khi chúng ta chuyển sang cấp độ thứ hai là nó ấn on 2 đây. Đó, cho đến cấp độ thứ hai thì cái lúc này theo cái lý thuyết đó là tốc độ của động cơ này nó sẽ lớn hơn tốc độ từ đường quay, và lúc này động cơ sẽ hoạt động ở chỗ mới phát. Thành ra lúc này là động cơ đang hạn tái sinh. Rồi. Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng một phương pháp khác là chúng ta đảo chiều. Đảo chiều từ trường quay stator. Ôi ơi, mô phỏng lại nhanh quá cái khúc đầu á. À, khúc đầu ok, giờ thì stop nè. Đó, ban đầu thì Huy thiết kế là chỉ điện siêu này đó. Rồi khi Huy ấn on 1 không thì nó cấp điện vô K1 thì K1 rồi từ đây đi. Rồi cái chỗ này, cái chỗ này sao K4 nó không nói hay là nó vậy luôn là sao? Chỗ này là chỗ này là chạy tam giác đúng không? À, tam đi là tam giác thôi Phúc. Tam giác là sao nó vô con đường vậy? À, động cơ hai cấp, động cơ hai cấp tốc độ nó sẽ có kiểu như này này Phúc. Động cơ hai cấp tốc độ thì cái dây đi vào nó sẽ như này này. Đây. Cái cuộn dây của nó sẽ được bố trí như này. Từ đợi mình tí. Tại vì nhóm bên này thuyết trình tách cho đây. Đây thì động cơ hai cấp tốc độ thôi, chỉnh mình nói luôn. Động cơ hai cấp tốc độ thì cái sơ đồ bố trí dây nó sẽ như thế này. Nó sẽ có hai kiểu. Một là nó sẽ chuyển từ sao sang sao kép. Đó, còn một kiểu nó sẽ chuyển từ tam giác sang sao kép. Đó, sơ bố trí dây của nó sẽ như thế này. Đó, thì ban đầu thì điện nha. Đó. Rồi ban đầu điện sẽ cấp vô như này này. K1 sẽ cấp vô ba đường dây đây này Phúc. À, đó. Rồi mình hiểu rồi. Ừ, xem đó thì nó sẽ chuyển sang ba đường dây này. Đó. Này, nghĩa là chuyển từ tam giác sang sao kép. Cái này thì các bạn nhìn đọc bài thì sẽ hiểu hơn. Đó, bắt đầu nó sẽ cấp điện vào đây là tam giác này. Còn khi chúng ta ấn on 2 thì on 2 thì K1 nó sẽ ngắt đúng không? Đồng thời chỗ này này là chụp hình hình sao này. Bắt đầu đây là ba đầu hình sao này Phúc. Đó, bắt đầu hình sao này. Đồng thời thì ba cái đầu trên tam giác này nó cũng chụp này sao, nghĩa là thành sao kép. Động cơ sẽ chỉ thăng cấp tốc độ thứ hai. Còn lý do tại sao nó chỉ thăng cấp tốc độ thứ hai thì các bạn có thể coi lại cái giáo trình nó có ghi. Chúng ta áp dụng cái công thức mà mình tính cái điện trở từ sao sang tam giác đó. Chúng ta sẽ chứng minh được tại sao là khi nó chuyển sang sao kép thì tốc độ nó sẽ tăng lên gấp hai lần. Rồi xong. Rồi, mặt của mình vậy thôi. Nghĩa là ai có thích mắc gì không ạ? Khi mà mình nhấn cái on 3 thì nó chạy là nó ngược à? Huy chạy ngược rồi đây Huy nè, thấy không nè, Huy làm nè, Huy nè, on 1 là chị thượng cấp 1 nè, on 3 là chị thượng chạy ngược cấp 1, on 2 là chị thượng chạy ngược cấp 2.
Giờ thì mô phỏng mặt qua này. Đây ví dụ chế độ manual đúng không? Này. Đó, tại vì EOCR. Rồi bây giờ ví dụ như thì ấn on 3 đi, đúng không? On 3 này. Đó thì động cơ sẽ chạy ngược này, hồi. Khi ấn on 2 thì động cơ sẽ chạy ngược nhưng mà có tốc độ thứ hai. Ok, hợp lý, hợp lý. Vậy thôi. Rồi, phần hai lesson này có bạn nào có thắc mắc gì không ạ? À, cái mặt hai cấp tốc độ này là nó cũng là một cái mặt đặc trưng cho cái phần mà nãy nhóm thuyết trình có nói là thay đổi số kẹp cực ấy. Khi chúng ta thay đổi số kẹp cực là cái là đặc trưng của cái phần thay đổi số kẹp cực đó là động cơ hai cấp tốc độ. Các bạn nào thấy mắc gì không ạ? Không thì mình tách một chiếu. Alo. Ủa anh đừng nói nãy giờ mình không bật mic đấy. À có mà. Nếu hôm mai có thắc mắc gì thì vậy thôi mình tách trình chiếu nha. Hello. Rồi nhóm có bài tập gì để cho các bạn củng cố không? Dạ, có bài tập. Bài 1 là một động cơ không đồng bộ pha pha, rotor lồng sắt 4 cực, U bằng 220V, F bằng 50Hz. Dùng bộ nghịch lưu để cấp điện cho động cơ, thay đổi tốc độ động cơ bằng điều chỉnh tần số. Hãy tính tốc độ động cơ và lượng điện áp đầu ra của bộ nghịch lưu với tần số F lần lượt là 30Hz, 40Hz, 50Hz và 60Hz. Thì mấy bạn có 10 đến 15 phút để giải. Sau đó thì mình sẽ đưa ra đáp án nha.
Dân sẽ đưa đáp án nha. Thì ta có n bằng 60 fgp khi f 1 phẩy bằng 30 hạt, thì n bằng 60 f trên p bằng 60 nhân 30 trên 2 bằng 900 vòng trên phút, u 1 phẩy bằng u 1 nhân f 1 phẩy trên f bằng 220 nhân 30 trên 50 bằng 132 V khi F1 phẩy bằng 40 Hz, thì suy ra N bằng 60 F trên P bằng 60 trên 40 chia 2 bằng 1200 vòng trên phút. Thì ta tính được điện áp đầu ra thứ hai là 220 trên 40 chia 50 bằng 176 V khi F1 bằng 50 Hz, thì N bằng 60 trên 60 nhân 50 trên 2 bằng 1500 vòng trên phút. Điện áp đầu ra sẽ là 220 nhân 50 chia 50 bằng 220 V. Khi F1 phẩy bằng 60 thì N bằng 60 nhân 60 trên 2 bằng 1800 vòng trên phút. Điện áp đầu ra sẽ là 220 nhân 50, 220 nhân 60 trên 50 bằng 264 V. Thì bạn nào trong nhóm mà có đúng kết quả thì được cộng điểm nha. Mình sẽ sang tiếp bài 2. Là một động cơ không đồng bộ rotor dây quấn chịu tải định mức. Mạch stator có nối thêm trở kháng ít, có giá trị 0,75 ohm. Tính tốc độ của động cơ, biết động cơ có công suất định mức 22,5 kW, điện áp định mức 380 trên 220 V, tần số 50 Hz. Tốc độ định mức bằng 1460 vòng trên phút. Số cặp cực bằng 4. Điện trở dây quấn stator là 0,2, điện trở dây quấn rotor quy đổi về stator là 0,24 ohm. Điện kháng dây quấn stator bằng 0,39 ohm. Điện kháng dây quấn rotor quy đổi về stator là 0,46 ohm. R2 phẩy bằng 1,2 ohm. Thì bài này khoảng 3 giờ 15 mình sẽ sửa nha.
Thôi chắc nhóm sửa bài luôn đi. Thôi sửa xong thì mình nghỉ nha. Dạ. Thì đầu tiên ta có moment bằng 3 lần U bình phương nhân R2 phẩy trên omega 0 nhân với S nhân R1 cộng Rf phẩy cộng R2s phẩy trên S tất cả bình phương cộng cho x1 cộng x2 cộng x3 tất cả bình bằng 3 nhân 220 bình phương nhân 0,24 trên omega 0 nhân S nhân 0,2 cộng cho 0,24 cộng 1,2 trên S tất cả bình phương cộng 0,39 cộng 0,75 cộng 0,46 tất cả bình phương V định mức bằng 3 nhân 220 bình phương nhân 0,24 trên S nhân 0,2 cộng 0,24 cộng 1,2 trên S tất cả bình phương cộng 0,39 cộng 0,75 cộng 0,46 tất cả bình phương. Vừa đừng đọc nữa. Cái này thế số vào giải chương trình tìm ra hai cái nghiệm của độ trượt. Dạ. Tiếp là S bằng 0,5 với lại 0,04 thì với S bằng 0,5 thì mình tìm ra được N1 bằng 60 nhân S trên T bằng 1 mỗi độ trượt tìm được thì mình lần lượt tính được tốc độ từ trường quay và cái độ trượt và cái tốc độ của động cơ. Dạ. Là tốc độ từ trường quay thứ nhất là 60S trên T bằng 1.500 vòng trên phút. Độ trượt là N1 bằng S bằng N1 trừ N trên N1 chia ra N bằng N1 trừ S nhân N1 bằng 750 vòng trên phút. Với S bằng 0,04 thì N1 bằng 60S trên T. Tốc độ từ trường quay thứ hai là bằng 60F trên B bằng 1.500 vòng trên phút. Độ trượt bằng N1 trừ N trên N1 suy ra N là bằng N1 trừ S nhân N1 bằng 1.440 vòng trên phút. Đó cũng là câu hỏi thứ hai của nhóm mình. Mình kết thúc phần thuyết trình ở đây. Cảm ơn anh Mân và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Rồi, thì mình học bữa nay học 3 tiết ha. Tới đây thì mình nghỉ. Bạn nào có thắc mắc thì có thể nhắn tin đi hoặc là hỏi gì đó. Rồi chúng ta nghỉ đi.